bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lại cái bên 4 chiều của dòng đàn FX900. Thì nó vô cùng sẽ có rất nhiều phần, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần. Thì trước tiên mình sẽ lắp cái thằng này với lại cái cụm bên trước. Cụm bên thì bạn để ý ngay chỗ cụm bên nó có chữ SPP này nè, thì mình sẽ lắp cái phần SPP này với lại cái thằng bên trước. Bạn nhớ mặt nó là nhé, ở trong này nó có một cái khớp, mình không có nhận mạnh, mình chặn nhẹ thôi đó, khớp vào đó, xong xong phần SPP với lại cái đầu bên đó. Bạn để ý bên đây sẽ thấy một cái lỗ tròn, chỗ lỗ tròn thằng này thì mình sẽ thấy lỗ tròn. Lỗ tròn thì mình bắt đầu mình sẽ đưa nó vào đây, và cái thằng bên bên đây này nó sẽ khớp với lại cái vòng này đó, sẽ thấy nó khớp với vòng này, và cái lỗ tròn này sẽ ăn vào đây à, thì mình sẽ lắp cái này đó. Các bạn sẽ thấy nó như vậy này đó. Rồi xong phần thứ hai à, mình có thể lắp cái bên, bây giờ mình lắp được rồi này đó, ok không. Thứ ba là mình sẽ ấp cái này vô, ấp cái này vô đó, ấp vô theo cái hướng này, cũng có một cái lỗ, cái lỗ bán nguyệt ở đây, ấp rồi xong. Còn bên đây là xong rồi. Các bạn để ý mình sẽ thấy bốn con ốc này, bốn cái lỗ ốc này nó sẽ dính như vậy, tạo ra một cái cụm bên bốn chiều đây. Rồi phần còn lại rất là dễ thôi các bạn, còn lại các bạn đặt cái này rồi xong. Ở bên đây các bạn thấy một cái lỗ này, thì cái lỗ đó là cái lỗ của phần modulation. Mình phải gắn cuốn ốc này trở lại. Nếu mà các bạn tháo ra rồi thì các bạn gắn lại. Tháo ra thì dễ, nhưng mà gắn lại các bạn chắc chắn sẽ dễ bị nhầm lẫn. Cho nên mình sẽ hướng dẫn gắn cuốn ốc vào. Thấy là cụm bên của mình gần như là đã được gắn xong rồi, thì còn một chút nữa thôi là mình sẽ gắn cái phần này vô. Các bạn nhìn cái khớp ở đây thì nó còn phải quay ngửa nó đây, các bạn nhìn vậy là dễ hình dung nhất. Cái phần mặt phẳng này này nó sẽ quay ngược lên, và cái này nó sẽ quay xuống, cái hình là hai cái lò xo này sẽ quay xuống dưới đó. Cái lò xo này sẽ quay xuống dưới. Như vậy là các bạn cái nhét nó vô đây là xong rồi, nhét nó vô. Và có thể mở cái này ra luôn, mở cái này hoàn toàn sẽ mở ra được, mở này ra xíu nhét vào không sao. Rất là dễ thôi, từ đây mở vô hướng này xong mình đưa lên, đưa lên là nó vô khớp liền. Hay là năm giờ hình của bên cũng chiều gần hồng hành rồi, các bạn quay cái này vô để vào đây bắt thôi, quay này lên thôi, không gãy các bạn, cái này nó có độ co giãn nên mình quay được đó. Bốp, bốp này hai cái này khớp vào nữa là xong đó. Bây giờ đã xong rồi, tương đối khó lắm nhưng mà mình biết cách hướng dẫn của mình thì các bạn lắp thể nhanh hơn, không bị rối. Đây có một cái dây cắm này, bạn nhớ đúng theo cái hướng của dây cắm lúc mình tháo ra, mình sẽ cắm bên đây. Dẫn vậy là mình qua bên đây. Đích của chiếc cuốn dây là nó sẽ làm cho cái dây của mình không bị gãy. Nếu các bạn lắp sai thì cái dây của mình sẽ rất là nhanh gãy. Người ta đã làm như thế này là để bảo vệ cho cái cọng dây của mình không bị gãy lúc mà mình bên lên bên xuống, bên qua bên lại thì chắc chắn là không ảnh hưởng rồi. Nhưng khi mà mình đẩy module, mình đẩy module thì cái dây này sẽ cọ. Nếu mà bạn lắp không đúng thì nó vướng và nó gãy đứt cái dây này. Rồi, và để xong rồi các bạn.
bên hoàn toàn đã được lắp xong rồi. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.